Hello, xin chào hết mọi người ha. Đây là Vince, là founder của Vince and Anthony Vince. Rất là nhiều người cũng hỏi Vinh, ủa anh Vinh, why anh Vinh bỏ rất là nhiều tiền vô một cái tiệm để mà làm một cái tiệm. Thực ra Vinh cũng muốn cho tất cả những anh chị biết, không phải là Vinh dư tiền gì hết, hãy bỏ nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ cái thời đại bây giờ khách họ vô, họ muốn relax, họ muốn nhìn một cái không gian đẹp, một cái tiệm rất là sang. Anh Vinh phải invest more để mà làm ra tiền. Thì tất cả những cái đồ furniture thì anh chị cũng biết là Godstream, thì anh Sang là người bạn rất là thân của anh. Thì tụi anh với anh Sang là hợp tác làm ăn cũng anh nghĩ chắc cũng 25 năm từ ngày đầu. Nhưng mà một thứ Vinh cũng muốn cho tất cả mọi người biết, tại sao Vinh xài đồ Godstream. Không phải là vì anh Sang là bạn của Vinh, Vinh phải xài. Nhưng mà thực ra đồ anh Sang rất là đẹp, mẫu mã là number one, vô nhìn cái tiệm rất là bắt mắt. Thì tất cả những anh chị, Vinh biết rất nhiều anh chị đã theo dõi của Anthony Vinh với em Vinh, thì thấy đồ đạc, mẫu mã, ghế, anh Sang là người lúc nào cũng tư vấn để mà cùng giúp Vinh đưa cái thương hiệu em Vinh tới một cái tầm cao mới. Thời đại bây giờ bất cứ cái gì mà liên quan tới vấn đề vệ sinh là hàng đầu, khách họ rất là thích, tại họ nghe nó xài một lần dùng, nhưng mà các bạn không bao giờ tưởng tượng là nó sẽ hiệu quả như thế nào. Khách nói wow, mà cái đó mình xài có một lần mà dục hả? Thì đúng rồi. Rồi khi mỗi lần mình làm xong, mình gom hết tất cả. Lúc trước thì có cái liner, bây giờ có cái chép one, mình gom hết, mình dục đi, khách nó feel rất là an toàn. Họ cảm thấy không có sợ bị những là lúc trước là phân gẹt hay là bị ảnh hưởng cái sức khỏe của họ. Vinh cũng trân trọng gửi lời chào với tất cả mọi người theo dõi channel của công ty. Và đây là cái location thứ 9 hay thứ 10 gì đó của tiểu bang Texas. Và anh cũng nhiều người cũng muốn biết là anh Vinh công ty mở bao nhiêu tiệm. Thì nói thiệt ra Vinh cũng không có nhớ bao nhiêu tiệm, nhưng mà mình hình như 27 hay là 28 tiểu bang toàn nước Mỹ. Rồi anh Vinh cảm ơn tất cả mọi người nha. Vinh cảm ơn tất cả những anh chị theo dõi.